đây là sản phẩm của máy cuộn rơm nhá. Cả một cánh đồng mênh mông rơm. Hôm nay được nắng. Đây, xin cho cuộn nhá. Rất hiệu quả nhá, ứng dụng công nghệ nhá, cơ giới hóa. Đấy, đó là những cuộn rơm đã được cuộn, sau khi cuộn, trước khi cuộn, sau khi cuộn sạch tính nhá. Đấy, không còn một sợi rơm nào ở giữa nhá. Đấy. Đấy. Rơm đây nhá, nó từ xả nhá. Nó từ cuộn giấy nhá. Đấy. Nó từ bỏ. Đấy, bỏ giấy. Vì đây giấy nó bảo. Nó từ ngắt. Và nó từ cuộn. Sau khi cuộn xong đây mới nhả nhá. Đấy. Đấy mới nhả ra một cuộn rơm chưa? Đấy. Một sao rơm chỉ khoảng được 7-8 cuộn thế này thôi nhá. Nếu một sao lúa chỉ cuộn được khoảng 8 cuộn. Đấy, tiếp tục cuộn. Cuộn sạch hết toàn bộ giữa đâu nhá, các đồng chí. Đấy, rơm. Đấy, sau khi cuộn. Đó. Cuộn rất sạch. Sạch tính luôn. Đấy. Tiếp tục. Sau khi đây nó tiếp tục bảo. Đấy, đây rồi đấy, nó từ ngắt. Đấy, đây rồi nó nhả rơm ra đấy. 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 Ok. Tiếp tục. Khoảng chưa đây 1 phút là sẽ cuộn được một con rơm này nhá. Chưa đây 1 phút.